Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời vì đột quỵ, hé lộ đời tư khác biệt nhất trong lịch sử nhan sắc Việt. Trưa ngày 5 tháng 6, thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời vì đột quỵ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Theo chia sẻ từ gia đình, Thu Thủy qua đời vào hồi 4 giờ 30 phút, hưởng dương 45 tuổi. Theo thông báo từ gia đình, lễ viếng của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sẽ diễn ra lúc 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đinh cửu sẽ được hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàng Vũ và an táng tại quê nhà. Lúc này, người hâm mộ đã tìm lại bài đăng cuối cùng của nàng hậu trước khi qua đời. 3 ngày trước khi ra đi, một người bạn vẫn thích thú tag cô vào một bài viết nói về cuộc sống hàng ngày đầy tích cực, những bài tập sức khỏe và chạy bộ. Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 5, nàng hậu lại đăng bức thư tay với dòng trạng thái đầy ẩn ý. Có thể thấy chẳng ai ngờ, giờ đây người đẹp đã ra đi mãi mãi. Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi chỉ vừa tròn 18 tuổi và đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và chiều cao 1m72, Thu Thủy được đánh giá cao ở khả năng ứng xử giao tiếp. Cô đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký năm đó là Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi để giành được ngôi vị cao nhất. Sau khi đăng quang, Nguyễn Thu Thủy đã từ bỏ ngành ngoại giao để ra nước ngoài học quản trị kinh doanh. Sau đó lấn sân lĩnh vực kinh doanh làm đẹp tại nhiều địa phương trong cả nước. Sau nhiều năm vắng bóng, thông tin người đẹp đột ngột qua đời khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Trong lịch sử nhan sắc Việt, cô chính là người đẹp sở hữu nhiều điểm khác biệt nhất. Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô lớn lên trong một gia đình trí thức, với cả bố và mẹ đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thu Thủy đã là niềm tự hào của gia đình bởi việc học tập siêng năng, chăm chỉ. Ở độ tuổi trưởng thành, cô có nhiều định hướng khác nhau và nỗ lực thi đỗ đến 3 trường đại học. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và được sự khuyên bảo từ người thân, Nguyễn Thu Thủy lựa chọn theo học tại Học viện Ngoại giao khóa 21. Được biết, đến năm 23 tuổi, Nguyễn Thu Thủy tạm ngừng việc học tại Việt Nam để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh. Trong số 17 người đẹp lên ngôi Hoa hậu Việt Nam, cô vẫn luôn được đánh giá là người đẹp có học vấn cùng vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng. Lúc lên ngôi Hoa hậu, Nguyễn Thu Thủy được đánh giá cao về gương mặt đẹp, đường nét thanh tú. Đặc biệt, cô còn sở hữu chiều cao vượt trội 1m72. So với các đàn chị từng đăng quang trước đó, Bùi Bích Phương 1m57, Nguyễn Diệu Hoa 1m58, Hà Kiều Anh 1m69. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thu Thủy còn là người đẹp sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Cụ thể, thời điểm mới đeo vương miện, chỉ số 3 vòng của cô lần lượt là 78, 58, 88. Thậm chí, Nguyễn Thu Thủy và Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương vòng eo 59cm còn là hai người đẹp hiếm hoi có số đo vòng eo nhỏ hơn 60cm lúc mới đăng quang. Hoa hậu có nhiều phát ngôn thẳng thắn. Thông thường, những người đẹp sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam đều rất cẩn trọng khi phát ngôn. Nhưng với lối sống và suy nghĩ hiện đại, Nguyễn Thu Thủy là hoa hậu hiếm hoi có nhận định thẳng thắn về nhan sắc.